Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 714 Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lực sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia dòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Thảo Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị từ cà phê sáng sang thời sự thế giới với các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ tư hôm nay đầu tiên là thời tiết như thế nào Thảo Yên? Vâng thưa quý vị và thưa anh hôm nay thì thấy là như trời hơi âm u một tí. À, bây giờ đó thì họ dự báo là cái cơ hội mà mưa 18 cho đến 20 phần trăm thưa quý vị nhưng mà chắc ở quận Cam này không có ở trong các khu vực đồi núi hay sao đó à, và hôm nay không không có gió đứng gió luôn thưa quý vị và qua đến ngày mai đó thì thấy là cái cơ hội mưa nó tăng lên nữa à, lên đến gần năm phần trăm nhưng bắt đầu đến thứ sáu đó một cái đợt gió nóng nó kéo về thứ sáu là nhiệt độ tăng một cái rụp lên bảy mươi mấy thứ bảy à, với chủ nhật sẽ là hai ngày mà nóng nhất ở trong tuần này trung bình là vào khoảng 79 độ vào hai ngày cuối tuần thưa quý vị nóng như trời nhiều mây đó là cái hiện tượng mà mưa sẽ kéo trở lại vào tuần tới. Thị trường tài chính ngày hôm nay Dow Jones lúc này đã vượt quá 38.000 ngày hôm qua thì lại xuống cho nên trồi sụt. Tin tức ghi nhận ngày hôm nay đã bắt đầu là vào thời điểm mà người ta nghĩ rằng thị trường sẽ tăng. Năm 2024 này thị trường sẽ tăng, chưa biết được quỹ dự trữ liên bang sẽ ra quyết định như thế nào trong tháng 3 này. Nhưng mà ngay ngày hôm nay, tin tức ghi nhận đó, kinh tế ở châu Âu đã trỗi dậy một cách khá là tốt đẹp, đặc biệt là khu vực công kỹ nghệ, các ngành công nghiệp cao và ngành công nghệ, tức là software hoặc là những cái nghiên cứu AI vân vân, máy móc kỹ thuật. À, bên phía thị trường châu Âu tăng 5% thưa quý vị, mạnh lắm và điều này đã thoát khỏi được cái suy thoái mặc dầu lạm phát vẫn là mối quan tâm của người tiêu thụ và nói đến vấn đề lạm phát cũng gây ảnh hưởng đến chính trị luôn liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 này kinh là mối quan tâm cho những người về hưu những người chuẩn bị về hưu nhìn thấy số tiền mình để dành như thế nào và qua đó à, nên có những cái cố vấn liên quan đến nguồn đầu tư của mình. Đào trồn lên 111 điểm, 38.016 Nasdaq lên 168 điểm và đó khi nhận được tin vui từ phía Châu Âu đó là ngành công nghệ đã phát triển rất là tốt đẹp và kéo theo thị trường Nasdaq luôn. S&P 500 lên 32 điểm, 3.897. Còn hơn 100 điểm nữa là đến 5.000 điểm, thưa quý vị. Mức kỷ lục mới và người ta tin chắc chắn S&P sẽ lên tới hơn 5.000. Công trái phiếu 10 năm là 4,14. Và điểm này đáng chú ý quý vị phân lời lúc trước đó nó giữ ở mức 4% thì đã tạo nên mối quan tâm bởi vì điều này cho thấy rằng cái khu vực địa ốc và phân lời vẫn còn tăng mạnh phân tăng thì điều đó có nghĩa là liệu rằng các công ty rồi vấn đề mượn tiền có tiếp tục hay không nhưng mà họ tin đó, phân lời cho dù có tăng lúc này đó vẫn tạo được cái cơ hội để tăng trưởng bởi vì cái ngành công nghệ cao mà tăng trưởng điều này có nghĩa là các công ty tiếp tục thuê mướn tìm kiếm nhân tài để phát triển về ngành công nghệ, công nghệ và dịch vụ là cái lĩnh vực vô cùng quan trọng cho cái sự phát triển kinh tế của nước Mỹ chứ không phải công việc tay chân hoặc là văn công việc và liên quan tới vấn đề sản xuất hàng hóa đó là cái ngành công nghệ Mỹ ngày nay. À, giàu dầu lên 65 cent, À quý vị thấy giá dầu lên và giá dầu lên tức là gây ảnh hưởng đến lạm phát, đó là chuyện của năm ngoái. Bây giờ giá dầu lên thì họ cũng đã đoán trước được là cái ảnh hưởng khu vực Trung Đông của cái khu vực Yemen nó gây ảnh hưởng có nghĩa là trong giai đoạn tạm thời thôi, chứ không có kéo dài. Dầu 75 đồng, vàng xuống 10 đồng thị trường lên mạnh thì người ta bán vàng đi để đầu tư vào các khu vực khác. Vàng hôm nay là chỉ còn có 2.015 đồng 90 sen, có lúc lên tới 2.055 đồng. Bây giờ thì tụt xuống trong thời gian qua cũng mất hết 40 đô la. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì công ty Ford tuyên bố sẽ thu hồi 1.9 triệu chiếc xe SUV Ford Explorer bởi vì cái lý do đó là có một cái không biết dịch ra cái gì thưa quý vị. Okay. Đây là cái cái phần họ gọi là một cái trim retention clip gắn ở trên xe đó để nó giữ cái 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 windshield trim panel wow. à, nhưng mà bây giờ không hiểu lý do vì sao mà có một số những chiếc xe cái clip này đó nó bị lỏng và khi mà xe chạy trên freeway với à, tốc độ nhanh đó, thì cái clip này nó khiến cho một số chiếc cái nguyên cái panel nó văng ra ngoài thôi quý vị à, cho nên là à, và cái vụ này đó thì thứ nhất Ford cho biết là Công, à, cơ quan NTHSA đó họ nhận được tổng cộng 164 cái khiếu nại từ à, những người sở hữu những cái chiếc xe này may mắn là à, trong 164 cái vụ này đó không có ai bị thương vì đang chạy trên đường hết rớt ra người ta thắng lại kịp không có gây đụng xe vân vân thì họ đã à, cơ quan này nhận được khiếu nại trước thì họ à, điều tra suốt nguyên một năm thì họ phát hiện là những cái xe mà báo cáo khiếu nại đó là nó bao gồm từ những cái đời rất là cũ 2011 cho đến 2019 và bây giờ chính vì vậy à, có cái 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 kết luận từ cơ quan này thì cơ quan này bắt Ford bây giờ phải tự nguyện thu hồi à, gần 2 triệu chiếc mà từ đời 2011 đến 2019 luôn và phải sửa lại cái clip này cho các à, khách hàng thì Ford cho biết là họ sẽ chính thức gửi thư thông báo từ tháng 3 này cho những chủ nào sở hữu cái dòng xe này à, thì cứ làm theo cái 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 thư cho của họ có thể là đem tới các dealer của Ford rồi họ sửa lại thưa các bạn. À, đây là một cái bản tin đã để cho thấy rằng có những cái vụ tấn công mà nếu mà cái kẻ tấn công vô gia cư hoặc là tâm thần bị hỗn loạn á, thì cuối cùng mà đối với thân nhân của gia đình nạn nhân họ xem điều đó là một sự bất công. À, thưa quý vị ngày hôm qua thì một quan tòa ở quận Cam đã tuyên bố à, không xử tội giết người cho một thanh niên à, cư dân của thành phố Anaheim. Anh này tên là David Abbott, 33 tuổi cư dân của Anaheim nạn nhân là ông 70 tuổi này cũng là một cư dân ở Anaheim. Nội vụ xảy ra khi anh Albert này đánh ông 70 tuổi đến chết năm 2021. Mà trước đó đó Albert cũng đã tấn công một người khác. Thì khi mà cảnh sát bắt và bên phía biện lý của quận Cam tìm cách truy tố về tội giết người này thì bên phía gia đình của À, nghi can đó à, và kể cả có những bằng chứng để cho thấy rằng quý vị có những người bị tâm thần này, nên mà khi họ không được uống thuốc hoặc là không được chữa trị một cách chu đáo đó, cái khó ở đây đó làm thế nào ép những người này uống thuốc nếu như không có giam giữ họ. Chỉ cho đến khi nào chuyện nó đã xảy ra rồi, à, cảnh sát California này sẽ không can thiệp vào cái chuyện nội bộ trong những cái vụ ẩu đả nếu không có bằng chứng cụ thể à, đã có những cái trường hợp mà khi gia đình của những nạn nhân gọi tới đó mà chỉ vì bị đánh sơ sài hoặc là tấn công một cách sơ sài mà không có những cái vết tích đó thì cảnh sát sẽ không có can thiệp mà nếu có can thiệp đó thì rồi đó khi mà giam giữ lại rồi chỉ trong vòng qua đêm đặt ngày hôm sau thả ra thì tên lại có và tương tự như những trường hợp khác có nguy cơ tấn công những người khác cho đến khi chết người. Lúc đó rồi cảnh sát mới thực sự bắt và giam giữ. Thế nhưng bây giờ là bị vô tội thì sao? Mời quý vị theo dõi tiếp ngay sau quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn com Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Chúng tôi đang gửi đến quý vị một vụ án mạng mà ngày hôm nay thân nhân của nạn nhân kêu trời và đó là vấn đề công lý của nước Mỹ này. À, quan tòa quận Cam ngày hôm qua đã ra phán quyết cho cái tên Albert này, 33 tuổi, trắng án và rời khỏi nhà tù. Thế nhưng vẫn phải đi vào một nhà tù tâm thần khác để chữa trị bệnh tâm thần. Quan tòa nói à, theo cái mức án trước đó mà bên phía công tố đạt được với à, bên phía luật sư đó Nhưng mà sau đó thì bên phía luật sư họ tìm ra thêm những cái bằng chứng Để chứng minh rằng Albert này 33 tuổi Thực sự là có cái tiền án về vấn đề tâm thần nhiều lần rồi Ngay từ nhỏ, ngay từ lúc mà còn là thiếu niên 14-15 tuổi Đã có những triệu chứng về tâm thần Rồi à, gia đình vấn đề rồi À, bụi đời, à, vô gia cư. À, từ đó để dẫn đến cái tình trạng mà luật sư ngày hôm qua và những phiên tòa trước đó đã nói với tòa rằng trong lòng của tên Abbot này nghĩ rằng mình là thánh nhân. Y à, nói chuyện có lúc tỉnh, có lúc mê, có lúc bị tâm thần nói luật sư rằng tôi nghĩ là tôi được Thượng Đế sai xuống đó để... Tìm những kẻ mà có cái đầu óc bệnh hoạn và ma quỷ. Và tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của kẻ nào đó là đoán biết được trong lòng, trong đầu óc của cái tên đó là ma quỷ hay không. Đó là lý do mà có những cái bằng chứng cho thấy lúc Albert tấn công ông 70 tuổi này, cũng ở Anaheim á là trong lúc đánh ông đánh gần đánh đến chết luôn á là hắn cứ hét là get out get out get out có nghĩa là hắn thấy ông này là ma quỷ cho nên đánh cái ông này để tìm cách chuốt ma quỷ ra tương tự như cái vụ mà quỷ ám vậy đó quý vị và luật sư mặc dầu là luật sư công của quận cam đó nhưng mà ông nói rằng trong trường hợp này không thể nào giữ cái người này trong tù được bởi vì họ bị, là người bị tâm thần, bị điên. Vấn đề insanity, cái vấn đề này là điên cho nên không giữ được. Và nếu gọi là điên rồi thì không thể xét xử cái người đó như một người bình thường được. Và cuối cùng trước những bằng chứng được phía luật sư đưa ra và thậm chí bên biển lý cuộc họ cũng đồng ý nữa thì quan tòa nói rằng Ok, À, trong thời gian từ khi bị bắt 2021 đến giờ đó là ở trong tù. Bởi vì cái vụ sự này tiếp tục thì ngày hôm qua đã tòa nói rằng bây giờ không giữ ở trong tù bình thường nữa, đưa vào trong nhà tù tâm thần. Và nếu đưa vào nhà tù tâm thần thì sẽ ở trong nhà tù tâm thần luôn, vĩnh viễn cho đến khi nào phải có những cái bằng chứng được sự chứng nhận của bác sĩ hoặc là gia đình để y có thể rời khỏi được. cho nên trong suốt thời gian, bởi vì cái án giết người là cái án trung thân, thì khi đưa vào trong bệnh viện tâm thần đó sẽ được à, giữ ở trong đó, uống thuốc được chữa trị ở trong đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, kết quả bầu cử sớm ngày hôm qua ở tại tiểu bang New Hampshire đã có cho thấy là ông Trump đó dẫn trước bà Nikki Haley rất là nhiều. Thì bây giờ sau khi mà những người cử tri Cộng hòa ngày hôm qua họ bỏ phiếu rồi đó, tất cả báo đài họ phỏng vấn thì cho thấy được và cái kết quả này đó các chuyên gia kể cả từ CNN cho đến những cái đài như là NBC họ nhìn nhận có hai cái yếu tố chính dẫn đến cái sự thua cuộc của bà Haley vào ngày hôm qua thứ nhất thưa quý vị đó là các đài họ nhận xét là vào năm 2020 đó ông Trump, ổng đã bị mất gần 10% cử tri cộng hòa là những người có bằng đại học trở lên. À, thứ nhất vì cái vụ mà bạo loạn ở điện Capitol Hill rồi cái cách mà ổng cứ liên tục không có nhận thua, vân vân. À, trong khi đó à, cái 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 lần này đó thì số cử tri cộng hòa có bằng à, quay qua ủng hộ ông lại tăng gấp đôi so với năm 2020 thôi, quý vị. À, mà cái lý do mà những người có bằng đại học lần này họ ủng hộ à, cái nguyên nhân chính là bởi vì nền kinh tế và lạm phát. À, rồi à, chưa kể đó là ở uh, um, New Hampshire thưa quý vị có hơn 50% những người tử tri cộng hòa nhưng mà trước khi mà vào bỏ phiếu đó họ à, họ gọi họ là undeclared nghĩa là họ lúc đó họ chưa biết họ sẽ chọn ông Trump hay là cái ứng viên nào. À, có một số người khi mà hỏi đó họ nói là họ à, cân nhắc giữa desantis và ông tim scott nhưng mà hai người đó lại cuối cùng đã ngừng cái chiến dịch tranh cử họ lại không thích bà haley cuối cùng họ quay qua họ bỏ phiếu cho ông trump bởi vì họ nói cái ứng viên thứ nhì ngoài trump lại không có nữa cho nên bây giờ ngoài đảng cộng hòa không còn ai họ muốn thì ông trump ổng lại lấy được số phiếu của những người này và thứ hai nữa, cái 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 điểm quan trọng nhất đó thưa quý vị, đó là các cử tri cộng hòa mà chung dung họ đặc biệt những cái người mà có bằng đại học đó họ không hề thích cái tính cách của ông Trump và những cái lời nói láo của ổng, nhưng mà họ nói rằng cái thông điệp của ông Trump từ năm 2016 cho đến bây giờ đó nó không có đổi thưa quý vị, đó là họ thấy rằng ông Trump ổng vẫn đi theo cái đường lối là Hoa kỳ cần một cái chính quyền lo cho đời sống của dân ở trong nước đầu tiên chứ không có đi lo cho những cái cuộc chiến ở bên ngoài và quan trọng là các cử tri này đó họ nói là nếu mà họ nhìn lại cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông trump thì họ chỉ nhớ là khi đó nền kinh tế rất là tốt công ăn việc làm thừa mứa không có lạm phát và À, ở thế giới cũng không có những cái cuộc chiến ở của các quốc gia khác à, cho nên họ chỉ nhớ như đó thôi thưa quý vị còn họ không có cần giống như là đi tìm hiểu là ồ oh, ông biden ổng lên thì vì lý do này vì lý do kia họ, bây giờ họ không khe cái vụ đó nữa họ chỉ nhớ là cái thời ông trump là ổng làm tốt bây giờ 4 năm sau cái thời của đảng dân chủ thì không còn tốt như, như xưa nữa cho nên họ muốn quay trở về cái điểm tốt đó và đây là cái điểm mấu chốt quan trọng những cử tri mà có bằng đại học thôi quý vị họ nói là rõ ràng so với uh, thời của ông trump đó bây giờ um, những người mà uh, hai vợ chồng kỹ sư đi làm không đủ uh, tiền để mà nuôi con nữa so với cái thời trước đi chợ cũng phải nhiều hơn rồi cái tiền học cho con cũng đóng không được vân vân uh, và lạm phát quá nhiều rồi công an việc làm rất là khó khăn chưa kể bắt đầu một loạt các công ty họ đang xả sa uh, thải người thì quay trở lại cái thông điệp của ông trump đó thưa quý vị à, đặc biệt như, như chúng tôi thưa đó là từ trước cái vụ ở tại uh, từ trước cái vụ bỏ phiếu ở new hampshire rất nhiều cử tri mặc dù họ ở cái tiểu bang này nhưng mà họ lại rất là coi trọng cái vụ mà cái đường biên giới thì họ nói là à, bà nikki haley đó bà lại à, ủng hộ cho cuộc chiến ở ukraine là cái việc mà các cử tri cộng hòa này họ không thích một chút nào và thứ hai nữa là bà cứ không có dám nói về cái chuyện mà phải à, ngăn chặn cái làn sóng di dân bất hợp pháp thắt chặt đường biên giới và đó là cái điểm chết của bà à, họ nói rằng tất cả những cái gì mà ông Trump nói đó hoàn toàn là những cái điều mà họ lo lo lắng. Thứ nhất à, phải cần một ông tổng thống thúc đẩy nền kinh tế, thứ hai nữa thắt chặt làn sóng di dân bất hợp pháp à, xây đường biên giới và thứ ba không có ủng hộ cuộc chiến ở tại Ukraine. À, chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị tiếp tục. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 714 Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lực sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia dòng .com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến những cái phân tích của các chuyên gia và cả những cái cuộc thăm dò của báo đài lý do vì sao mà bà Nikki Haley đã bị thua trước ông Trump mặc dù trước khi mà có kết quả đó một vài ngày trước đó thì cho thấy là bà đang dẫn trước ở tại New Hampshire thì như chúng tôi nói thưa quý vị đó là thứ nhất lần này đó ông Trump ổng lại lấy được một số các cử tri Cộng Hòa mà có bằng đại học những người đã không bỏ phiếu cho ông vào năm 2020 và và, và cái lý do thứ hai nữa là cái 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 quan điểm của bà Nikki Haley là bà ủng hộ cho cuộc chiến ở tại Ukraine và bà né tránh nói về cái chuyện mà di dân bất hợp pháp và an ninh ở đường biên giới lại là hai cái vấn đề mà phía cử tri ở New Hampshire họ coi là quan trọng chính vì vậy họ nói rằng những cái thông điệp mà ông Trump ông đưa đó nó rất là nhất quán từ năm 2016 cho đến bây giờ và toàn là những điều mà họ thấy là đúng họ coi trọng và thứ hai nữa thưa quý vị đó là à, cái chuyện mà ông Trump đang bị truy tố à, tổng cộng là 91 tội từ tội à, dân sự làm ăn à, khai thuế giả rồi nâng giá khống cái cái tài sản vân vân cho đến cái chuyện là à, các công tố viên ở các tiểu bang bây giờ đang muốn à, giống như là à, truy tố ông cái tội kích động bạo loạn rồi đỉnh điểm là ở hai tiểu bang Colorado và Maine muốn à, dùng cái điều luật ở trong hiến pháp không để tên ông ở trên lá phiếu cái điều này đó là ông lại lợi dụng nó làm thành ra cái 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 advantage của ông ông nói là đảng dân chủ đang lo sợ cho mới kìm mọi cách mà à, giống như là kềm chế ông lại không cho cử tri đi bầu cử và những cử tri mà họ nói là cái core nhất của ông đó, họ hoàn toàn tin như vậy và họ còn thấy là ông thật là dũng cảm, giống như là bị truy tố tùm lum hết mà vẫn cứ cắm đầu về phía trước, vẫn ra tranh cử như thường, nhưng mà chúng ta lại quên là ông không còn gì để mất hết nếu như ông không ra tranh cử lỡ mà trong những cái số tội 91 tội này ông bị dính một hai tội là ông sẽ ở tù cho nên ông phải nhất định đi ra tranh cử chẳng may ông thắng thì ông sẽ chẳng ai phải dám bỏ tù ông hết tôi quý vị ông lúc đó rất là khó để mà bỏ tù ông nhưng mà những người mà trung thành nhất của ông họ lại không thấy như vậy và bên cạnh đó cái chuyện mà Đảng dân chủ chủ truy tố ông quá nhiều như vậy đó kể từ khi ông tuyên bố ông sẽ sẽ ra tranh cử cái lần thứ nhì đó thì nó cũng khiến cho một số cử tri uh, trung dung lúc trước đó họ không nghĩ là họ sẽ bỏ phiếu cho ông nhưng mà họ cũng suy nghĩ lại họ thấy là tại sao đảng dân chủ giống như là cứ phải ép buộc ông uh, vào đường cùng như vậy một số người còn bắt đầu cảm thấy là ông đang bị đảng dân chủ đối xử một cách bất công cho nên những người này họ đã quay ra họ chọn bỏ phiếu cho ông tại New Hampshire trong lần này và cái kết quả này đó thì bây giờ một số các chuyên gia họ nhận định à, có thể coi đây là dấu chấm hết cho bà nikki haley bởi vì tháng tới là sẽ bầu cử ở tại chính tiểu bang quê nhà của bà south carolina nhưng mà thưa quý vị, một số các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là bà đang bị dẫn sau ông Trump rồi và đặc biệt đây là tiểu bang quê nhà của bà. Thế nhưng ông thống đốc tiểu bang này và một loạt các dân biểu trong đó có bà dân biểu Nancy Mace là người đã từng được bà Nikki Haley ủng hộ trước đây đều quay ra tuyên bố ủng hộ cho ông Trump hết rồi. Và đặc biệt South Carolina là một trong những tiểu bang bảo thủ các cử tri Cộng Hòa mà là phụ nữ ở đây thưa quý vị họ vẫn còn cái quan điểm họ nghĩ rằng một người tổng thống không nên là một người phụ nữ ở tiểu bang này các cử tri bầu chọn cho các ứng viên vào các vị trí mà phụ nữ rất là ít thưa quý vị trong phần tin tức nổi bật chiều nay lúc 5 giờ chúng tôi sẽ có thêm những nhận định và đặc biệt là kết quả của những exit poll thăm dò và exit poll là thăm dò chính xác nhất bởi vì không phải là chỉ thăm dò cử tri trước khi họ bỏ phiếu exit poll là thăm dò cử tri sau khi họ bỏ phiếu rồi và họ sẵn lòng nói chuyện với các phóng viên của các đài cho biết tại sao họ bỏ lá phiếu đó và để xem so sánh với những uh, các cuộc thăm dò khác thì kết quả liên quan tới cuộc bầu cử new hampshire sẽ dẫn đến kết quả cho cuộc bầu cử siêu thứ ba Super Tuesday tháng 3 sắp tới và liệu rằng Nikki Haley có còn kỳ vọng gì nữa hay không? Một lần nữa, mời quý vị theo dõi phần tin tức nổi bật chiều nay. Chúng tôi sẽ đào sâu hơn trong kết quả của cuộc bầu cử New Hampshire. Thế nhưng trở lại với Texas, một trong những đề tài gây ảnh hưởng đến phiếu bầu của cử tri là đường biên giới, vấn đề di dân chắc chắn là như thế bởi vì trong đầu óc của cử tri độc lập lúc này vấn đề dây dằn họ cũng sẽ đưa ra phân tích để liệu xem bỏ phiếu cho ông Trump, bỏ phiếu cho Biden. Ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị một bản tin cho thấy rằng mặc dù tòa tối cao Pháp viện đã bỏ phiếu 5 trên 4 một lá phiếu quyết định lại thuộc về bà Barrett, người thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm. Nhưng mà trong việc quyết định của tòa tối cao họ vẫn cho toàn quyền vị tổng thống đương nhiệm về các vấn đề liên quan tới di dân an ninh quốc gia và vì thế họ nói rằng ông tổng thống vẫn có quyền quyết định về vấn đề an ninh biên giới trong đó có việc dựng hàng rào kẽm gai mà ông thống đốc texas đã ra lệnh ông thống đốc texas trong đó có nhiều các quyết định lắm bao gồm quyết định cho phép cảnh sát của tiểu bang được quyền xét hỏi chặn xe nếu nghi ngờ xe đó chở di dân bất hợp pháp và trục xuất họ ngay lập tức không cần chờ qua các thủ tục mặc dù có vi phạm thế nhưng tiểu bang ông albert thống đốc nói rằng vì uh, chính quyền liên bang không giải quyết được thì chính quyền tiểu bang của chúng tôi phải giải quyết vấn đề di dân ít nhất tám mươi di dân đã bị tiểu bang texas trục xuất không phải là về mexico lại nhưng mà trục xuất sang các tiểu bang khác thậm chí tiểu bang pennsylvania cũng đã than trời như bỗng tiểu bang pennsylvania là tiểu bang cũng theo dân chủ thưa quý vị nghiêng về dân chủ mà cũng than trời bởi vì cái tình trạng di dân này đang gây ảnh hưởng rất lớn đến ngân sách và về vấn đề xã hội của tiểu bang Mặc dù tòa tối cao pháp viện đã ra phán quyết là Texas không được phép dựng hàng rào kém gai. Thế nhưng ngày hôm nay tiếp tục đụng độ. Và cái chuyện này đang càng ngày càng lớn thưa quý vị. Ông Biden từ ngày hôm qua tới giờ phút này đã biết được cái tình trạng vệ binh quốc gia của Texas nhất định nghe theo lời của ông thống đốc. Không nghe lời bên phía lực lượng biên giới của liên bang và họ vẫn tiếp tục không những dẹp hàng rào kẽm gai mà họ còn mang hàng rào kẽm gai tới dựng thêm nữa ngay đường biên giới El Paso. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán toàn 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mango Tools 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng com Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Chúng tôi đang gửi đến quý vị một bản tin và cái chuyện đụng độ này đang càng ngày càng tăng dần mình chờ đợi trong ngày hôm nay hoặc vài ngày tới bởi vì toàn quyền quyết định là từ ông Biden. Thưa quý vị, mặc dù tòa tối cao pháp viện ngày hôm qua đã ra phán quyết họ nói rằng việc mà thống đốc Texas ra lệnh để dựng hàng rào kẽm gai ngay đường biên giới Mexico và vào Texas là hành vi vi phạm vào luật liên bang liên bang có toàn quyền quyết định về vấn đề an ninh biên giới giữa một quốc gia nước ngoài và tiểu bang. Nếu mà bên trong tiểu bang thì ông Biden không có đụng tới. Nhưng mà bởi vì nó nằm dây giữa cái lần danh biên giới. Bên phía luật sư của Texas nói, no, chúng tôi không có đặt ngay ở cái đường biên giới, chúng tôi đặt lùi lại. Nhưng mà cái việc lùi lại đó vẫn không nằm trong những tiêu chuẩn về chính sách di dân của chính quyền liên bang. Và khi mà tòa ra phán quyết đó, thì tòa phán quyết như thế này. Chính quyền liên bang, tức là ông Biden, được quyền dẹp bỏ hàng rào kém gai này dựng ở Texas. Thế nhưng Texas ngày hôm nay tuyên bố, no, chúng tôi không đồng ý. Thậm chí, thưa quý vị, có những vị dân biểu và thượng nghị sĩ của Texas đó là tuyên bố Texas đừng nghe theo lệnh của tòa tối cao pháp viện, tòa tối cao pháp viện là ra phán quyết thôi, tòa tối cao pháp viện ra phán quyết, còn cái chuyện thực thi vấn đề pháp luật là ăn thua ông Biden. Cho nên ở bên phía tòa bạch ốc và thậm chí cũng có những vị dân biểu dân chủ ở Texas hiện nay đang kêu gọi ông Biden á là nên ra lệnh cho vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas phải lùi bước. Và đây là cái vụ mà có thể một lần nữa trở lại cái chiến tranh trong quá khứ khi mà Texas đòi ly khai, đòi tách biệt và dẫn đến cái tình trạng là tranh chấp giữa lực lượng liên bang và tiểu bang. Thì đó là cái vấn đề chính. Liệu rằng trong ngày hôm nay ông thống đốc có còn tiếp tục chống lại bởi vì đó bên phía bộ tư pháp có quyền đưa ra và yêu cầu tòa đó và thậm chí truy tố thống đốc khi mà ông không ra lệnh cho lệ vệ binh quốc gia lùi bước để cái lực lượng tuần tra biên giới và lực lượng của liên bang à, bên phía tổng thống thực sự đó họ có toàn quyền ra lệnh cho quân đội kéo tới đây để chấn áp lực lượng vệ binh quốc gia nhưng mà chúng tôi nghĩ cái chuyện này nó nó căng thẳng quá đi và nếu mà ông Biden và ra lệnh như vậy thì nó cũng quá đáng. Chưa biết được. Bởi vì chính ông Biden cũng đang bị áp lực bởi vì họ nói rằng nếu mà ông Biden không có thẳng tay đó thì điều này cái chuyện gì nó xảy ra khi mà mà lùi bước trước quyết định của tiểu bang Texas. Cho nên căng thẳng lắm thưa quý vị để xem qua bên phía Biden sẽ như thế nào? Bởi vì đến giờ phút này đó, lực lượng vệ binh quốc gia vào sáng ngày hôm nay họ lại tiếp tục những cái hàng rào kẽm gai bị phía tuần tra biên giới và lực lượng liên bang dẹp bỏ đó. Bây giờ họ lại mang ra, họ dựng lại tiếp tục và thậm chí còn kéo theo cả hàng tấn cái hàng rào kẽm gai đến để dựng tiếp tục nữa để chống lại cái quyết định của phía Biden và kể cả tòa tối cao pháp viện. Và quay trở về những bản tin địa phương ừ, thì thưa quý vị vào ngày hôm qua à, cái cái công ty cái chuỗi nhà hàng uh, Cheese Cake Factory đó thưa quý vị đã bị uh, bộ lao động uh, đưa ra cái phán quyết là phải trả một cái số tiền bồi thường lên đến 750.000 ngàn uh, vì cái tội wage theft nghĩa là trong một cái khoảng thời gian rất là dài hơn 10 năm trời đó, họ cố tình ăn gian giờ làm của những người mà đặc biệt là những người làm mà cái việc vệ sinh chùi rửa nhà hàng đó, bắt làm nhiều giờ nhưng mà không trả tiền cho những giờ đó và những giờ đó là tính là overtime mà cố tình không trả. Thì cái chuyện này thôi quý vị, phía Bộ Lao động cho biết nó đã cái vụ kiện này kéo dài suốt nhiều năm rồi là có hàng trăm người tất cả đều là người gốc Mexico, họ đã nộp một cái đơn kiện tập thể bởi vì họ nói là khi mà được mướn đó họ không biết tại vì Cheesecake Factory họ mướn những cái người nhân viên vệ sinh này thông qua hai cái công ty là contractors, những cái công ty này thuê những người làm nhân viên rồi mới đưa vô cho Cheesecake Factory một loạt các nhà hàng ở San Diego và Quận Cam thôi quý vị. Thì những cái người mà bị uh, uh, những nạn nhân trong cái chuyện này đó họ nói là từ lúc đầu khi mà hai cái công ty bên ngoài thuê họ đó là đã nói uh, là làm trung bình là khoảng 8 tiếng được trả có bảy đồng một giờ thôi thưa quý vị rất là tội uh, nhưng mà họ nói trước là Ví dụ à, làm 8 tiếng như vậy Nhưng mà sau cái giờ đóng cửa đó Thì phải tùy theo cái người manager Là nếu như họ kiểm tra lại Những cái công việc chùi rửa hay cái gì đó Bất kể kể công việc gì Nhưng mà nếu thấy làm không đúng Người manager bắt làm lại Thì phải làm rồi sau đó mới được đi Thì những cái giờ đó không được trả tiền Thì tất cả những nạn nhân trong chuyện này Từ lúc đầu họ nói là đã được nói như vậy Cho nên khi vào làm trong Cheese Cat Factory Họ làm y chang như vậy Thì họ không biết là đây là một cái một cái một trong những cái phương thức abuse họ và cố tình ăn gian cái 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 giờ làm của họ, không một ai trong số này làm đúng 8 tiếng một ngày cả thưa quý vị, trung bình họ bị ép làm từ 10 cho đến 12 tiếng một ngày, nghĩa là sau giờ đóng cửa 9 giờ, cái người manager kiểm tra lại và bắt họ làm thêm một số những cái chuyện gì đó, đến nhiều khi 11 12 giờ khuya mới được về, nhưng mà cái giờ mà từ sau 9 giờ đến 12 giờ không hề trả cho người ta một đồng nào cả và cái chuyện này kéo dài từ năm 2014 cho đến 2018 à, quá lâu cho nên là trong cái đơn kiện này là mấy trăm người thôi nhưng mà bộ lao động họ nói là nếu mà đây là cái cách mà Cheesecake Factory làm mà đã có thông đồng với hai cái công ty kia thì cái số nạn nhân nó sẽ còn nhiều hơn như vậy nữa cho nên 750.000 này đó là chỉ tiền phạt cho bộ lao động thôi. Bộ lao động nói là họ đang giống như Cần một cái thời gian để mà tập hợp lại tất cả những ai từng làm ngừa nhân viên vệ sinh cho Cheesecake Factory mà bị à, ăn cắp giờ như thế này đó, tìm đến bộ lao động. Thì lúc đó họ mới tính được hết là bắt Cheesecake Factory bây giờ phải trả lại những cái giờ làm cho những cái người này và đây là những cái giờ mà còn overtime nữa thì cái số tiền bây giờ chưa tính được. Chỉ vì một giây phút giận dữ vô cớ, một người đàn ông ở New York ngày hôm nay đã bị ra phán quyết tù chung thân. Đây là ông Kevin Monahan, cư dân của New York. Nạn nhân là cô gái rất là xinh đẹp, mới có 20 tuổi, Kaylin Gillis. Chỉ vì cô và những người bạn đi lộn vào trong nhà của ông này, mà hậu quả đó ông này ông mang súng ra ông bắn cô Gillis ngồi phía sau một chiếc xe SUV được người bạn trai lái đi nghĩa là ngồi chung với bạn bè vui lắm một đoàn xe mấy chiếc xe đang đi mà cái khổ là căn nhà này mặc dù ở tiểu bang New York nhưng mà nằm ở ngoài ô cho nên họ kéo nhau đi họ nói ô oh, đến nhà thì họ xem cái địa chỉ bởi vì căn nhà ngoài ô nó, khi nó xa lắm thì họ tưởng đây là căn nhà theo cái số địa chỉ của những người bạn mời đi tham dự tiệc họ quẹo vô quẹo vô rồi có người nhìn chết rồi tụi bay ơi lộn rồi thế là nguyên một đám quẹo ra vừa lúc quẹo ra ông này ông mang súng ống bánh à, âm 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 một viên đạn trúng phía sau lưng và đâm vào thủng cái ghế sau của cô gillis đang ngồi giết cô chết ngay tại chỗ thì ngày hôm nay cái vụ này nó xảy ra khá là lâu và cuối cùng thì họ xác định được đó cái hành vi của ông này đã không có biện minh được ông nói là ô tôi tôi chỉ à, tôi té tôi tôi không có tính bắn viên thứ nhì tôi viên đầu tôi bắn lên trời chỉ thiên viên thứ nhì tôi té nhưng mà toàn nói ô tất cả những cái chuyện mà ông hành vi đó rồi kể cả những cái biện minh nó không có thể nào mà cãi được cái vụ mà ông đã đổ xuống một cách vô cớ giết chết một cô gái như thế này. À, chúng tôi cảm ơn theo dõi của quý khán thính giả. À, chiều nay trở lại với phần tin tức nổi bật, à, theo dõi thêm những cái phần bình luận liên quan đến à, cuộc bầu cử ở New Hampshire cũng như à, quan điểm của cử tri về cái tình hình chính trị hiện nay bao gồm kinh tế di dân như thế nào, quý vị nhé. Vào trong trang nhà tv com vào trong YouTube mong quý vị nhấn một nút like và chưa subscribe thì subscribe chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai